Một cái đầu đầy sợ hãi thì không có chỗ trống cho những ước mơ. Sợ người khác chê cười, sợ mất tiền, sợ thua lỗ, sợ không ổn định, sợ bấp bênh. Sợ thì sẽ dẫn tới đắn đo, thập thỏ, dùng rằng, phút 89 là lui. Luôn sợ hãi là đặc tính của người thường, người theo đuôi người khác, không phải người quản lý, người dẫn đầu. Đời người, đằng nào cũng sẽ phải chết, không sớm thì vài chục năm nữa. Nên não mình chứa đựng toàn nỗi sợ thì không đủ thời gian để làm. Bạn ước mơ làm cái gì thì mạnh dạn làm đi. Chị bảo uống nước no chưa? Chị bảo uống nước no không?